Thưa quý vị, xác định nông dân là một trong những chủ thể quan trọng trong phát triển kinh tế hết tập thể. Thời gian qua, phân hết vai trò đại diện của giai cấp nông dân, các cấp hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế hết tập thể. Ký dẫn của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV Anh Lê Thành Trung, một trong những nông dân sở hữu vườn lan Mocara lớn nhất trên địa bàn thành phố, Trước đây, anh khởi nghiệp tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ với trang trại rộng hơn 3.500 m2, trồng gần 26.000 cây lan mocara. Sau này khi nhu cầu thị trường ngày càng cao, với một muốn mở rộng vườn hoa cùng sự vận động của hội nông dân xã Hòa Châu và huyện Hòa Vang, anh Trung đã mở thêm một trang trại tại vùng hoa Dương Sơn, tham gia vào tổ hợp tác làm hoa cùng với nông dân tại đây. Kể từ khi tham gia tổ hợp tác, anh được tạo điều kiện thuê đất, hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất. Anh Trung cũng không ngại giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm làm hoa với các thành viên trong tổ, qua đó tạo liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ngày càng bền vững. Hội dân xã với lại ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện cho thuê đất giá rẻ, tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển kinh tế. Còn ngoài ra thì có sở nông nghiệp nông thôn, thành phố, rồi phòng nông nghiệp nguyện cũng hỗ trợ một ít để mà mấy hội viên trong đoàn hoa dân sơn làm như là cơ sở vật chất dàn lưới dàn hệ thống tư tiêu tự động hội dân xã hai trao thì cũng có cái mô hình là trồng hoa của tổ hợp đất hoa Dương sơn thì hiện nay thì tổng số hội viên là gồm có 24 hội viên và cái qua cái việc mà trồng hoa cũng như là những cái lụa hoa thì hiện nay là cái mô hình đó hoạt động là đem lại hiệu quả và kinh tế cao nói chung là rừng hoa nhân sơn thì bây giờ là đưa áp dụng cái chuyển đổi sang mô hình hoa công nghệ cao. Thực tế hết việc vận động hội viên tham gia vào các mô hình này khá khó khăn. Tuy nhiên sau khi hiểu được những lợi ích mà kinh tế hết tập thể mang lại, nhất là trong quá trình quảng bá tiêu thụ sản phẩm, phần lớn đều đồng tình và ủng hộ. Vừa qua thì hội cũng đã thành lập những các câu lạc bộ, những các mô hình, những tổ, công ty tổ hội thì qua rà soát thì cũng thành lập được tổ hội nông sản sạch để có những cái mặt hàng đa dạng hơn để quảng bá tới người dân và đặc biệt là tham gia những cái phiên chợ để quảng bá thương hiệu. Theo đề án số 03 của Hội nông dân thành phố về xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ giai đoạn 2018-2023 đến nay các cấp hội đã phối hợp vận động thành lập 48 tổ hợp tác, 11 hợp tác xã trên các lĩnh vực trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, sản xuất chế biến hàng nông sản. Các tổ hợp tác, hợp tác xã đã tạo công an việc làm, thu nhập ổn định cho hội viên, tích cực tuyên truyền, vận động, thu hút nông dân tham gia, góp phần phát huy hiệu quả chương trình phát triển kinh tế hết tập thể trên địa bàn thành phố.